Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Tham. Và hiện tại Đạo đang đứng trước một căn biệt thự đơn lập thuộc khu đảo Dừa, Vinhome Ocean Park 2. Và đây, trên tay Đạo đây chính là cái chìa khóa của cái căn đảo Dừa ngày hôm nay. 789 789 số rất đẹp, săn bằng tất cả đấy, 789. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu thì chúng mời tất cả quý vị các bạn chúng cùng theo chân Đạo để chúng ta tham quan cái căn biệt thự trong ngày hôm nay. Giới thiệu chút, cái căn biệt thự này có tổng diện tích đất là 222 m², rất là đẹp, ngay cạnh lô góc của cái khu vực đảo Dừa này. Đây là cái khu biệt lập khép kín dành cho cư dân ở trong này, rất là yên tĩnh. Thì cái thông tin này thì chắc quý anh chị em đã có rất là nhiều thông tin rồi. Thì chúng ta sẽ nói sâu về cái căn này. Cái căn này thì hai mặt, ba mặt đều thoáng. Mặt đằng trước này, mặt đằng sau bên cạnh bên hông này. Đó, quý anh chị thấy là nằm ngay tiếp giáp với lại công viên vườn hoa của đảo Dừa và con sông Sea Park, rất là rộng luôn. Phải nói là rộng nhất cái khu vực này. Đằng sau đây còn có cả ô thoáng luôn. Đó, rất là đẹp, ba mặt thoáng. Và đây là cái cánh cổng vào trong ngày hôm nay, đảo Dừa 789. Đó anh chị, đây Đạo đang cầm cái chìa khóa và bây giờ Đạo sẽ mở cửa để vào trong cái căn biệt thự này. Xin mời anh chị em. Đó, trước khi vào nhà chúng ta sẽ có một cái khoảng gọi là khoảng sân từ cánh cửa vào. Xe ô tô chỗ này cái khá là rộng, có thể để được cả chiếc xe ô tô. Nếu mà các bạn không muốn để ở bên ngoài đường, có thể thiết kế vào trong này. Ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế một cái sân ở bên cạnh này, rất là mát. Hiện tại Đạo đang quay vào lúc giờ chiều và những ngày chớm hè, rất mát. Gió thổi từ đằng sau đây chính là hướng đông nam, rất là mát này. Cửa tràn kính này, chỗ này chúng ta có thể thiết kế được rất nhiều thứ. Rồi mời tất cả anh chị em chúng ta bắt đầu vào tham quan cái căn biệt thự này. Rồi bắt đầu tôi sẽ lấy cái chiếc chìa khóa này để chúng ta có thể vào xem bên trong kết cấu của nó như thế nào. Đó. Hiện tại thì căn này đã được bàn giao và đã có chủ, thì hôm nay chúng ta sẽ được tham quan. Tất nhiên rồi, cái căn này đang hoàn toàn, anh em có thể tham quan. À, ok. Và chúng ta vừa bước qua cánh cửa chính thì toàn bộ đây là cái mặt sàn tầng 1 của căn biệt thự đơn lập này. Đó. Nhìn các bạn có thể nhìn thấy rằng nó rất là thoáng đúng không? Mà ba mặt thoáng, mặt trước, mặt bên cạnh hông này và mặt sau, tất cả đều tràn kính luôn. Đằng sau đấy có một cái khung cảnh rất là nhiều cây xanh. Đặc biệt là rất là yên tĩnh. Đúng chất là một cái khu vực mà dành để ở, rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn, mà không phải là rất đẹp. Dưới đây thì là một sàn, như Đạo cảm nhận thì thấy rằng là nó rất là rộng. Cái khu vực này chúng ta hoàn toàn phải thiết kế một cái khu vực phòng khách và một những cái không gian để tiếp đón, nó cực kỳ là thoáng luôn. Những cái chiếc sofa dù có thiết kế to cả khu vực này đi chăng nữa thì chúng ta vẫn rất là thoải mái, rất là rộng, chạy trẻ con có thể chạy nhảy. Đó, thì khi chúng ta vào đó, khu vực này đã có những cái đường ống chờ này rồi, ống chờ khắp nhà. Rồi mời tất cả anh chị em chúng ta cùng lên tầng 2 xem cái căn biệt thự này có như thế nào. Thì chủ đầu tư đã bàn giao là thô, căn này là thô và có cầu thang như thế này rồi. Lên tầng 2. Đấy, và chúng ta đã có mặt trên mặt bằng tầng 2. Thì tôi sẽ mở cửa ra để cảm nhận xem là gió có lồng lộng không, thoáng không. Phải nói cực kỳ phê, mát. Các bạn nhìn thấy không? Một cái những hàng cây dừa đúng đậm chất phong cách của khu đảo Dừa. Rất là nhiều cây dừa ở đằng sau luôn. Và tôi rất là ấn tượng với lại cái con sông, sông Sea Park này. Ở Sea Park này nó giống hệt như những con sông quê ở nông thôn. Nó rất là sạch sẽ và
và mát, nó ôm trọn mấy cái khu vực đảo dừa này. Đấy. Và rồi chúng ta sẽ có một cái ban công ở khu vực chỗ này, một cái cửa ban công đó. Và ngoài ban công này vẫn là một cái khu công viên thôi, không có ai. Khu vực này tất cả mặt thoáng này rất là thoáng. Chúng ta sẽ có những cái ô cửa tràn kính như thế này, ô cửa tràn kính như thế này, rồi sẽ có một cái cửa và một cái ban công nữa ở phía đằng trước này, thoáng. Đó, thế thì chúng ta có thể mở cửa ra. Đây là tầm toàn bộ mặt sàn tầng 2, rất rộng. Chúng ta có thể thiết kế được rất nhiều thứ trên cái không gian mặt sàn tầng 2 này. Có một cái ưu điểm mà chúng ta có thể thấy ngay rằng với lại căn biệt thự đơn lập góc, đó chính là cái không gian ánh sáng mà chủ tư người ta thiết kế sẵn như thế này. Tất cả toàn bộ rất là nhiều cửa sổ, các bạn có thể thấy rằng tôi có thể đếm sơ sơ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cửa sổ và 2 cửa ban công. Đây, một cửa ban công, 2 cửa ban công. Thật, một cái không gian này có đến tận 10 cửa ô cửa kính. Tất cả đều chọn ánh sáng tự nhiên và rất là thoáng. Nó rất là đẹp, rất là nhiều năng lượng. Và chúng ta cũng nên xem tầng ở mặt sàn tầng 3. Tầng 3 này thì nó giống như tầng 2. Nó chỉ khác một số cái, đó là tầng 3 này có ba cái cửa ban công 1, 2 và 3. Đó, và tầng 3 này sẽ có 3 ban công. Thay vì như mặt sàn tầng 2 thì chỉ có 2 thôi. Thì nó vẫn là cái không gian đó thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn ra bên ngoài kia. Rất mát và thoáng. Đối diện kia là rất là nhiều cây xanh. Xa xa ngoài kia chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là quốc lộ Hải Phòng Hà Nội. Rất là tiện mỗi khi về Hải Phòng, Ninh Bình hay là Quảng Ninh. Thì đối với quý anh chị em mà ở trong tỉnh thành đó thì thật sự đây là một cái căn biệt thự xứng đáng để chúng ta sở hữu mỗi kỳ nghỉ. Thì chúng ta có thể về Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng rất là nhanh. Chỉ tầm trong khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi chúng ta nên ngay cao tốc và chúng ta về thôi. Rất là thuận tiện. Lên tầng 4 xem là nó có khác gì không ạ. Chúng ta cùng khám phá mặt sàn tầng 4. Và đây là mặt sàn tầng 4. Tầng 4 thì chúng ta sẽ có một cái không gian nó nhỏ hẹp hơn. Tuy nhiên thì chúng ta có thể làm được nhiều thứ ở trên này. Đó. Toàn bộ mặt sàn tầng 4 thì vẫn là ban công, các ô cửa sáng thoáng. Và nó khác biệt hơn đó chính là, các bạn xem thấy không, một cái ban công ngoài này, một cái ban công, một cái sân thượng, có thể nói thế. Chúng ta sẽ thiết kế được rất là nhiều thứ ở ngoài này, có thể là trồng cây hoặc là có thể làm những cái chỗ ghế ngồi, sofa, cà phê, rất là nhiều thứ ở ngoài này, rất là chill, rất là đẹp. Và cái view của nó thì chắc không còn thể chê được nữa rồi. Đấy. Chúng ta thử lên xem tum nó sẽ như thế nào, có thể làm được cái gì chăng. Đây thì đó, 4 rưỡi. Cái này thì không có gì nhiều. Cái này thì sẽ chỉ có thể là một cái không gian thoáng ngoài đây thôi. Rất mát, làm nơi ngắm cảnh. Đấy, đây chính là mặt sau của cái căn biệt thự này. Mái ngói màu xanh. Mái ngói màu xanh khá là đẹp và thẩm mỹ. Một chiếc căn biệt thự góc thật sự rất đẹp. Và vừa rồi chúng ta đã đi tham quan một vòng cái căn biệt thự 678 khu đảo dừa này. Thì cái diện tích của cả cái căn này, diện tích mặt sàn là 222m. Với cái mặt tiền này, nó rộng 15.8m, 15.8m và chiều sâu là 14m. Tổng là 222m. Thì hiện tại cái căn biệt thự này thì đã có chủ. Và hiện tại thì chủ đang muốn là nhờ đạo để bán cái căn này. Và hy vọng rằng sẽ tìm được một người có duyên, hữu duyên với cái căn này. Thì cái giá mà chủ nhà mong muốn thì cái giá này rất là tốt,
so với cái giá trị của nó thì giá hiện tại thì trên 40 tỷ. Nếu mà anh chị có nhu cầu muốn quan tâm đến cái căn biệt thự khu vực đảo Dừa này thì có thể liên hệ trực tiếp với Đạo, thì Đạo sẽ giới thiệu anh chị em chi tiết về giá cả cũng như là cho anh chị tư vấn thêm về các thông tin. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em.